Hôm nay ngày 7 tháng 9 2018, phóng viên của Nửa Vòng Trái Đất TV quay lại cái văn phòng phục vụ cộng đồng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân. Và chúng tôi nhận được một cái tin, đó là ngày hôm nay có khoảng chừng 7 người phụ nữ đã đến nơi đây và thu dọn một số đồ ở đây. Và chúng tôi được biết rằng là hiện tại là họ đang muốn thanh lý những cái đồ ở đây. Và quý vị có thể thấy là họ ghi cái bảng giá ở đây để cho những cái món đồ này có thể được thanh lý. Và cái câu hỏi được đặt ra là lý do vì sao ngay cái thời điểm này, ngay cái thời điểm nhạy cảm này thì cái văn phòng này lại thanh lý những cái đồ đạc này. Và một cái điều hơn, được đặc biệt hơn nữa là quý vị có thể thấy những cái trang phục ở trong đây, đó là những cái trang phục liên quan đến những cái món đồ cưới. Và chúng tôi được biết rằng là bà Angel Fan trước đây có một cái tiệm áo cưới. Và những cái đồ đạc này phải chăng là của bà Angel Fan hay không? Và chúng ta có thể thấy rõ là những cái đồ vật ở sát tường trong cái văn phòng này đã không còn được sắp xếp như là cái ngày mà chúng tôi đến quay cách đây gần 10 ngày. Thì quý vị thấy là có một cái sự khác biệt rõ ràng. Cái điều đặc biệt hơn là như quý vị đã biết rằng là cách đây khoảng 10 ngày chúng tôi đã qua đến cái tiệm tóc ở bên cạnh của cái văn phòng phục vụ cộng đồng của ông Đào Minh Quân này để mà phỏng vấn những cái người chủ của tiệm tóc này. Và họ đã nói rằng là họ rất ít thấy có người qua cái văn phòng ở bên cạnh. Một cái điều đặc biệt hơn là khi mà chúng tôi tìm hiểu được, chúng tôi muốn biết được cái tiệm áo cưới của bà Angel Fan là cái tiệm áo cưới nào, thì chúng tôi đã phát hiện ra một điều hết sức đặc biệt là ngay lúc này đây quý vị có thể thấy cái tiệm áo cưới Angel Bridal nằm ngay sát bên cạnh cái văn phòng của ông Đào Minh Quân. Đó, đây là một cái sự việc hết sức đặc biệt. Và có thể nói rằng là điều này sẽ gây ra rất nhiều cái thắc mắc là lý do vì sao cái tiệm áo cưới của bà Angel Fan trước đây do bà làm chủ lại nằm ngay sát bên cạnh cái văn phòng của ông Đào Minh Quân. Và ngay cái lúc này đây thì ở trong cái văn phòng cộng đồng của ông Đào Minh Quân lại có những cái trang phục cưới này và đang được bán thanh lý như vậy. Phải chăng là những người này đang muốn bán những cái đồ vật liên quan đến bà Angel Fan để mà có thể nói là dọn dẹp sạch sẽ cái văn phòng này và không thuê nữa hay là không? Và chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ tìm hiểu xem hiện nay ai là chủ của cái tiệm áo cưới này và cái người chủ này có phải là bà Angel Fan hay không, hay thật sự là đã bán cho một người khác, cũng như cái người chủ hiện tại có liên quan gì đến cái văn phòng cũng như cái tổ chức của ông Đào Minh Quân hay là không. Ngay khi chúng tôi đứng trước cái tiệm áo cưới cũng như cái văn phòng của ông Đào Minh Quân thì có một người Việt Nam đã đến hỏi tôi là lý do vì sao đứng trước cái tiệm này. Thì chúng tôi đã nói là chúng tôi là phóng viên đang đi quay liên quan đến cái vụ án của bà Angel Fan. Thì người Việt Nam, người đàn ông này đã nói với chúng tôi rằng là ông ấy cách đây khoảng chừng 2 giờ đồng hồ đã vào cái văn phòng của ông Đào Minh Quân khi mà thấy họ bán những cái món đồ thanh lý này. Và ông ấy đã mua được 2 cái khăn đóng cho trẻ em. Điều này nói lên được điều gì? Nó khẳng định được một điều, đó là cái sự việc là những người phụ nữ này ngày hôm nay đến cái văn phòng của ông Đào Minh Quân để mà thanh lý những cái món đồ mà liên quan đến đồ cưới, trang phục cưới. Nó rất liên quan đến cái công việc của bà Angel Fan trước đây, bà ấy đã làm khi còn ở Hoa Kỳ trước khi về Việt Nam và bị bắt ở tại Việt Nam. Điều đó có thể khẳng định một lần nữa, đó là cái sự việc họ đang muốn bán những cái món đồ của bà Angel Fan. Nhưng tại sao những món đồ này lại được nằm ở ngay trong cái văn phòng phục vụ cộng đồng của ông Đào Minh Quân? Đây là một câu hỏi rất lớn và đáng để chúng ta quan tâm. Như vậy thì ngay lúc này đây, cái câu hỏi được đặt ra đó là ông Đào Minh Quân sẽ không thể nào nói rằng ông ấy không hề biết bà Angel là ai, khi mà cái văn phòng của ông ấy nằm ngay sát cái
cái tiệm cho thuê đồ cưới của bà Angel Fan. Trước đây bà ấy làm chủ. Và cái câu hỏi được đặt ra thứ hai đó là vì sao đến giờ phút này ông Đào Minh Quân vẫn giữ im lặng và chưa nói gì về cái nhân vật mà bị bắt ở tại Việt Nam, mà nhiều người cho rằng người đó, bà Angel Fan, là người của tổ chức của ông Đào Minh Quân. Phải chăng có một cái sự việc mà nhiều người đang nghi ngại rằng là khi bà Angel Fan bị bắt thì những người lãnh đạo, những người đứng đầu của tổ chức của ông Đào Minh Quân đã làm ngơ, hay còn gọi là phủi tay, mà không hề nhắc đến hay muốn tìm những cái cách để giúp cho cái người của mình, cụ thể ở đây là bà Angel Fan cũng như là ông James, có được những cái bản án nhẹ hơn bằng những cái cuộc vận động cho hai nhân vật này. Derek Phạm tường trình cho Nửa Vòng Trái Đất TV ngay tại thành phố San Diego, miền Nam California, Hoa Kỳ.